Báo Thái Lan gây sức ép, yêu cầu chủ tịch liên đoàn bóng đá từ chức. Trong những năm gần đây, bóng đá Thái Lan đang có dấu hiệu đi xuống. Ngoài chức vô địch AFF Cup 2020, Thái Lan thất bại toàn diện ở các giải đấu khác ở mọi cấp độ. Riêng trong năm 2022, U23 Thái Lan không thành công ở SEA Games và giải U23 châu Á. Trong khi đó, đội U19 Thái Lan còn gây thất vọng lớn khi để thua trước U19 Lào ở giải U19 Đông Nam Á. Động thái ấy khiến cho người hâm mộ Thái Lan cảm thấy thất vọng. Trong khi đó, báo chí nước này cũng gây sức ép, yêu cầu chủ tịch liên đoàn bóng đá nước này, Somjotpom Panmung từ chức. Trong thời gian ông ấy nắm quyền, bóng đá Thái Lan có dấu hiệu đi xuống và không gặt hái được thành công như trước. Trong bóng đá, việc thắng thua là chuyện thường tình nhưng rõ ràng, chúng ta thấy được sự yếu kém của bóng đá Thái Lan trong thời gian ông Somjotpom Panmung làm chủ tịch liên đoàn bóng đá. Ông Somjotpom Panmung bắt đầu nhậm chức chủ tịch liên đoàn bóng đá Thái Lan kể từ năm 2016 thay ông Wajaji Makudi. Dưới triều đại của ông, các đội bóng xứ chùa vàng lại có thành tích kém nhất trong các đời chủ tịch.